Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam từng bước vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện linh hoạt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Trong những nỗ lực đó có sự đóng góp quan trọng của các hoạt động xúc tiến thương mại. Với chặng đường 31 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Việt Nam Expo mang đến các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo ra nhiều giá trị kinh tế và có ý nghĩa của ngành công thương Việt Nam. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31, Việt Nam Expo 2022, năm nay với chủ đề đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của chính phủ. Hội chợ năm nay tiếp tục được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến thông qua nền tảng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia. Việt Nam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng có quy mô lớn nhất của ngành công thương Việt Nam, mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam về hội nhập quốc tế. Đây là cái hội chợ, một trong những cái hội chợ mang tầm quốc tế, được tổ chức ngay sau khi mà chúng ta đã bình thường hóa lại các cái hoạt động liên quan đến thương mại, du lịch, kinh tế, thì cũng đã kịp thời để mở cửa lại cho các cái doanh nghiệp tiếp cận cái việc tìm kiếm các cái khách hàng cũng như là giới thiệu các cái tiềm năng kinh tế của chúng ta đến cho các cái đối tác nước ngoài. Sau khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn đường bay quốc tế, Hội chợ Việt Nam Expo 2022 là một trong những sự kiện đầu tiên đón tiếp các doanh nghiệp và khách mua hàng quốc tế tới làm việc trực tiếp tại hội chợ. Đã có 410 doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm với quy mô 380 gian hàng, tập trung vào 4 nhóm ngành hàng nổi bật gồm thương hiệu quốc gia và xuất khẩu, máy móc thiết bị công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp số, thương mại điện tử, thực phẩm đồ uống. Trong khuôn khổ của hội chợ, bên cạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao thương, xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống, còn diễn ra hội chợ trực tuyến với các gian hàng từ xa cho các doanh nghiệp quốc tế, cùng các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quan trọng, kết nối giao thương theo lĩnh vực ngành hàng, khu vực thị trường xuất khẩu, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận rộng rãi hơn với các đối tác trong và ngoài nước, qua đó nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp. Đợt này thì Bộ Công Thương tổ chức cái hội nghị Expo năm 2022 thì chúng tôi thấy là một cái sự kiện rất là có ý nghĩa đối với doanh nghiệp thành phố. Vì vậy là Sở Công Thương đã tổ chức một cái đoàn của doanh nghiệp thành phố tham dự cái sự kiện lần này, gồm có 9 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, là những cái doanh nghiệp phải nói là cũng tiêu biểu và có những cái sản phẩm mới rất là đặc biệt của thành phố. Và thông qua cái sự kiện lần này, chúng tôi cũng mong muốn là tạo cái cơ hội tốt để cho các cái doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá các cái sản phẩm của mình, kết nối với khách hàng để mà tăng thêm cái thị phần mà cũng như là phát triển thị trường tiêu thụ. Sau 2 năm mà các doanh nghiệp phải chống chọi với cả đại dịch, thì thời điểm này là thời điểm mà tất cả mọi người đều mong muốn là đến đây để được là khôi phục lại cái nền kinh tế, tái quay lại cái chuỗi cung ứng của toàn cầu. Qua cái sự kiện hội chợ ngày hôm nay, thì doanh nghiệp muốn là sẽ được đưa trầm hương đến được các bạn bè thế giới biết đến đấy, và thông qua đó để bọn tôi là tiến hành cái việc xuất khẩu. Hiện tại thì công ty của chúng tôi bán cũng được một số thị trường ở bên châu Âu, thị trường quốc tế Đức, Anh, Hà Lan. Ngoài ra thì ở bên thị trường nội địa thì tôi cũng có cung cấp cho một số hệ thống siêu thị như Vinmart. Thật sự qua những cái expo như vậy mình tiếp xúc được rất là nhiều đối tác của nước ngoài và trong nước, thì mình thấy đây là một cái rất là hữu ích, một cái sự kiện nó rất là hữu ích. Năm 2022 đánh dấu sự kiện ý nghĩa to lớn nhân kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc. Được mời tham dự với tư cách là quốc gia danh dự, khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc đã quy tụ hơn 70 doanh nghiệp uy tín. Đây cũng là năm thứ 23 liên tiếp Việt Nam Expo có sự góp mặt của cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội, Kotra Hà Nội. Việt Nam vẫn được đánh giá cao và là thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tôi tin tưởng tại Việt Nam Expo 2022, doanh nghiệp hai nước Việt Nam Hàn Quốc sẽ có thêm cơ hội hợp tác mới, sâu rộng hơn. Chúng tôi rất tự hào về quy mô khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc, vẫn là khu gian hàng lớn nhất trong sự kiện Việt Nam Expo 2022 năm nay. Hội chợ Việt Nam Expo được tổ chức thường niên là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại lớn, đóng vai trò quan trọng, tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi, xúc tiến thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Và Việt Nam Expo lần thứ 31 này cũng đã mở ra nhiều cơ hội tiềm năng để doanh nghiệp tiếp cận, triển khai nhiều mô hình kinh doanh mới, đặc biệt mô hình kinh doanh số với tâm thế và mục tiêu mới.